Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Trong video này chúng ta sẽ nói tới 3 điều Điều đầu tiên đó chính là liên quan tới sàn CME Chicago Mercantile Exchange Tại vì ngày hôm nay sàn CME đã có giao dịch Bitcoin Options Và chúng ta sẽ nói tới cái sự khác biệt giữa Bitcoin Options với Bitcoin Futures Như là hợp đồng tương lai là như thế nào Và so sánh sàn CME với lại sàn BAC Tại vì các bạn biết là BAC cũng là một sàn mà cho giao dịch Bitcoin Options Thì hai cái sàn này khác nhau như thế nào trong ngày đầu tiên giao dịch và điều thứ nhì chúng ta sẽ nói tới đó chính là liên quan tới giá của Bitcoin hiện tại cái giá Bitcoin hiện tại so với cái giá Bitcoin thời điểm tương tự 4 năm liên tục trước đây là một điều rất khác biệt và khác nhau là như thế nào chúng ta cũng sẽ nói tới và điều cuối cùng trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới là những bạn nào mà theo dõi Thuận ở trên Twitter hay là trên Facebook thì cũng đã biết là thường đưa ra một cái bài viết bởi Investopedia chia sẻ với 10 đồng mà họ nghĩ là quan trọng ngoại trừ Bitcoin và tôi cũng muốn dành một ít thời gian để mà nói về 10 đồng này. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Trở lại với lại đề tài đầu tiên của video ngày hôm nay thì Chicago Mercantile Exchange CME đã cho giao dịch Bitcoin option ngày đầu tiên và ngày đầu tiên thì thu hoạch cũng rất tốt đối với sàn CME nhất là khi chúng ta so sánh với lại sàn bác thì ngày đầu tiên ở trên sàn CME đã có 2,19 triệu đô la Bitcoin được giao dịch Chính xác hơn là có 55 hợp đồng Và chứng đó là 55 hợp đồng này là khoảng 275 Bitcoin Có nghĩa là khoảng 2,1 triệu đô la So với lại sàn bác Chỉ có cái số lượng giao dịch là 1,15 triệu Có nghĩa là CME Cái khối lượng giao dịch nhà đầu tiên đã gấp đôi sàn bác Một điều khác biệt nữa là các bạn thấy là sàn bác ngày đầu tiên mà cho giao dịch Thì cái thị trường Bitcoin đã giảm giá rất nhiều Nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên mà CME cho giao dịch Giá cả đã tăng lên Bây giờ các bạn thấy là Bitcoin giao dịch ở mức là 8540 Thì lý do tại sao mà giá Bitcoin tăng lên thì bây giờ chúng ta cũng không biết rõ Nhưng mà trở lại với lại cái đề tài liên quan tới Bitcoin Option và Bitcoin Futures Thì có rất nhiều bạn muốn biết là cái sự khác biệt là như thế nào Tại vì cũng rất khó hiểu tại sao đã có Bitcoin Futures bây giờ lại có Bitcoin Option Thì tôi sẽ cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất Khi mà các bạn nói tới Option hay là Futures Thật ra đây là hai công cụ tài chính rất là phổ biến ở trong thị trường chứng khoán và cái sự khác biệt lớn nhất giữa option và futures là đối với option các bạn cũng đã đón giá tương lai nhưng mà cái người giữ option có quyền mua hoặc bán ở một mức giá nào đó nhưng mà không phải bắt buộc miễn là hợp đồng chưa có hết hạn còn về futures thì khi mà hợp đồng đáo hạn là các bạn phải xử lý cái hợp đồng đó thì có nhiều bạn hỏi là nếu như gì thì có phải là giao dịch option sẽ lợi hơn rất nhiều hay không tại vì các bạn được quyền nhưng mà không bị bắt buộc nhưng mà thật ra option và futures điều có cái chức năng riêng đối với option khi mà các bạn có cái option thì người mà mua option là phải bỏ ra một cái gọi là premium nghĩa là cái phí để mà có được cái option đó. từ khi mà option đáo hạn các bạn không có xử lý cái hợp đồng này thì cái phí mà các bạn đưa ra cũng sẽ bị mất. Ngược lại, khi chúng ta nói tới futures thì thường là future các bạn không cần phải trả phí nhưng mà các bạn là phải đặt cọc và cái tới ngày đáo hạn là các bạn phải xử lý cái hợp đồng đó. Option là dùng cho những cái giao dịch nhỏ và futures dùng cho các giao dịch lớn. Và khi mà các bạn lên trên trang web của CME, các bạn cũng sẽ thấy những cái điều tương tự là khi chúng ta nhìn vào futures, một hợp đồng của future là 5 Bitcoin. So với các bạn thấy là một hợp đồng option chỉ có là một Bitcoin tổng cộng. Bitcoin future là dành cho những cái giao dịch lớn, Bitcoin option là dành cho những cái giao dịch nhỏ. Đó là cái sự khác biệt giữa future và option. Trở lại với lại cái giá Bitcoin ngày hôm nay thì các bạn thấy là Bitcoin bây giờ là 8.522 Hồi nãy thường có nói là cái giá Bitcoin hiện tại thực sự rất khác biệt so với cái giá Bitcoin 4 năm trước đây ở thời điểm tương tự Tại sao? Tại vì các bạn thấy là chúng ta chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Và khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử của giá Bitcoin thì các bạn sẽ thấy được rất rõ ràng là 4 năm liên tục giá Bitcoin đi xuống trước Tết Và đây là một điều mà tôi cũng đã đăng ở trên Facebook và Twitter Nhưng mà nào mà theo dõi Facebook hay Twitter thì cũng đã thấy cái tài liệu này những người nào mà chưa theo dõi Facebook hay là Twitter thì cũng nên theo dõi để mà có được những tài liệu mới nhất. Link nằm ở phía dưới video này. Thì các bạn thấy là so với lịch sử trước đây, năm 2016 thì trước Tết giá Bitcoin xuống 8%, từ 400 xuống còn 371. Năm 2017 thì trước Tết giá từ 1.000 xuống còn có 800 đô, xuống 20%. Năm 2018 là xuống mạnh nhất, giá trước Tết là 14.000 đô, xuống chỉ còn có 7.000 đô, xuống 50%. Và năm gần đây nhất là năm 2019, giá từ 4.041 trước Tết xuống chỉ còn có 3.350. Nhưng mà năm nay các bạn thấy là cũng thời điểm tương tự nhưng mà giá Bitcoin đã tăng trong vòng một tuần qua. Đây là một điều khác biệt. So với 4 năm trước thì 4 tuần trước khi Tết đến thì lúc nào chúng ta cũng thấy là có, có sự xuống giá năm nay có khác biệt hay là không. Tôi nghĩ là hai tuần nữa chúng ta sẽ có câu trả lời. Nhưng mà thời điểm bây giờ thì bitcoin thì sẽ rất tốt và không chỉ riêng bitcoin mà ngày hôm nay các bạn thấy là altcoin cũng đã có sự tiến triển rất tốt về mặt giá cả nói tới altcoin thì cách đây khoảng chừng là hai ngày Investopedia có đưa ra một cái bài viết và đã chia sẻ 10 đồng mà Investopedia nghĩ là có cái sự ảnh hưởng quan trọng ngoài trừ bitcoin trước hết chúng ta hãy nói tới 10 đồng này ngoài trừ bitcoin ra thì đây là 10 đồng mà Investopedia nghĩ là rất quan trọng Đầu tiên là Ethereum, cái đó là Ripple XRP Thứ ba là Litecoin, thứ tư là Tether Thứ năm là Bitcoin Cash, thứ sáu là Libra Thứ bảy là Monero, thứ tám là EOS Thứ chín là Bitcoin SV và thứ mười là Binance Coin BNB Thì đầu tiên có thể là các bạn nghĩ là Investopedia là một trang web mà chuyên về viết những tài liệu tài chính truyền thống Thì trang web này biết cái gì về crypto mà đưa ra cái bản danh sách này Tôi nghĩ là các bạn đúng một phần Investopedia là một trang web mà không chuyên về crypto Nhưng mà cái phần còn lại Tuy là những người mà ở trong thị trường crypto Giống như thường với các bạn có thể không quan tâm tới Investopedia nói gì Nhưng mà Investopedia là một trang web mà rất là nổi tiếng trong thế giới tài chính truyền thống Cho nên có rất nhiều người sẽ xem tài liệu này ở trên Investopedia Và nếu như mà họ không hiểu rõ về thị trường crypto Thì họ có thể là có những cái nhận xét rất khác đối với chúng ta Khi mà Investopedia đưa ra 10 đồng này Đầu tiên, nếu nãy chúng ta nói tới Ethereum thì cũng không có gì gọi là quá bất ngờ. Ethereum là nền tảng hợp đồng thông minh đầu tiên và so với nhiều mặt Ethereum vẫn là một nền tảng đứng đầu khi mà chúng ta nói tới tổng số vốn hóa hay là bao nhiêu người đang phát triển Ethereum. XRP là đồng đứng thứ ba là một đồng mà có cộng đồng cũng rất lớn cho nên thường nghĩ là cũng không có gì quá bất ngờ là XRP nằm trong những đồng quan trọng. Litecoin là một đồng mà cũng có cộng đồng khá lớn và cũng có lịch sử lâu đời. Tether, tuy là Tether trong vòng mấy năm liên tục gặp rất là nhiều scandal, nhưng mà các bạn thấy là cuối cùng Tether vẫn là cái đồng ổn định mà được nhiều người sử dụng nhất hiện tại và có vốn hóa nhiều nhất Bitcoin Cash Nhiều người cho là Bitcoin Cash là cái hard fork thành công nhất từ Bitcoin Thật ra, đối với thường cái hard fork thành công nhất từ Bitcoin đó chính là Litecoin Tại vì Litecoin cũng là một hard fork từ Bitcoin Tuy nhiên, Bitcoin Cash hiện bây giờ vẫn nằm trong cái top 10 Một đồng mà thường nghĩ là nhiều bạn có câu hỏi nhất đó chính là đồng Libra libra hiện bây giờ vẫn chưa được ra đời và ngay cả trong bài viết chính thức của investopedia cũng đã chia sẻ là libra hiện bây giờ vẫn chưa có mặt nhưng mà họ nghĩ là libra sẽ là một đồng rất quan trọng thì nhiều bạn hỏi thường là libra có phải đã bị cancel hay là không libra sẽ ra mắt hay không thì đối với thuận ý nghĩ cá nhân là thuận nghĩ là libra sẽ ra mắt nhưng mà cái phiên bản libra ra mắt sau này sẽ rất khác so với cái phiên bản mà họ đã nói tới năm ngoái Tại vì những áp lực từ pháp lý sẽ khiến cho cái đội phát triển Libra phải thay đổi rất nhiều điều về cách hoạt động của đồng này. Có thể là đồng Libra sau này hoạt động tương tự như là PayPal và có thể là chỉ được hoạt động cho một số lãnh thổ được cho phép. Thứ bảy là đồng Monero. Đồng Monero là một đồng mà có cái công nghệ bảo mật tài liệu giao dịch tốt nhất ở thời điểm hiện tại và đồng Monero tôi nghĩ là một đồng mà sẽ sống sót. Nhưng mà về giá cả của Monero sau này thì như thế nào thì rất khó nói tại vì bắt đầu từ 2 năm trước đây thì đã có nhiều cái sàn giao dịch phải loại bỏ đồng Monero này tại vì bị áp lực từ chính phủ. Tại vì đây là một đồng mà giữ bảo mật tài liệu giao dịch không giống như là Bitcoin hay là Ethereum hay là XRP. Vì lý do đó tôi nghĩ là đồng Monero lúc nào cũng sẽ có một số người mà quan trọng cái việc là bảo mật tài liệu giao dịch sẽ sử dụng Monero. Nhưng mà muốn đổi đồng Monero ra thành một đồng khác hay là quy ra tiền càng ngày sẽ càng khó khăn hơn nhưng mà nếu như sau này chúng ta có được những sàn giao dịch thật sự phi tập trung, giao dịch bằng đồng Monero và sau đó thay đổi qua những đồng như là Bitcoin, Ethereum, hoàn toàn là một khả năng. Vị trí thứ 8 này là một vị trí mà thường cảm thấy là rất là thú vị tại vì họ lựa chọn đồng EOS thay vì họ lựa chọn những đồng như là Tron hay là Cardano. Tôi nghĩ là thời điểm hiện tại có 3 nền tảng mà đang tiến tới để mà thách thức Ethereum đó chính là đồng EOS, đồng Cardano và đồng Tron. Và ba đồng này thì họ lựa chọn EOS Tại sao thì đừng nghĩ là chỉ có Investopedia mới biết được Nhưng mà bây giờ vẫn còn quá sớm để biết được là trong ba nền tảng này Nền tảng nào sẽ thực sự thành công Như bạn thì nói là nền tảng EOS hay là nền tảng Tron Thì tốt hơn là Ethereum tại vì nhanh hơn Nhanh hơn ở thời điểm hiện tại Nhưng mà để được cái tốc độ đó Thì những đồng như là EOS và Tron Là phải chấp nhận bỏ đi một phần phi tập trung các bạn thấy là khi chúng ta nói tới đồng EOS, EOS là một mạng lưới mà có 21 đại diện đứng ra để mà giải quyết các giao dịch. Thì đồng Tron thì có 27 Super Representative hay là 27 người đứng ra làm đại diện. Nhưng mà chúng ta chỉ nói tới thời điểm hiện tại, sau này có nhanh hơn Ethereum hay không thì vẫn chưa biết. Nếu như mà Ethereum thành công thì lúc đó thằng chưa chắc là những đồng như là EOS hay là Tron có thể đuổi kịp Ethereum. Còn Cardano thì bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục chờ coi coi là Cardano khi mà có mạng lưới chính thức thì sẽ như thế nào? Nhiều người đặt nhiều kỳ vọng vào Cardano. Tới thời điểm hiện tại, công nghệ của Cardano đối với thượng vẫn chưa được thử nghiệm trong thực tiễn. Cái đó là Bitcoin SV. Bitcoin SV thường nghĩ là cũng khá đặc biệt, tại vì Bitcoin SV là một đồng mà không được nhiều người ủng hộ. Sau khi mà harvest từ Bitcoin Cash trong thời gian qua vẫn có thể đứng vững trong cái top 10. Thì nghĩ là một điều mà làm cho người bất ngờ là cuối cùng là đồng Binance Coin của sàn Binance. Đồng BNB này, các bạn thấy là hai năm qua là phát triển liên tục nhờ sự thúc đẩy của sàn Binance Nhưng mà đồng BNB tương lai như thế nào thì rất khó nói Tùy theo là Binance Chain, cái blockchain riêng của Binance sau này phát triển ra sao Và khả năng cạnh tranh với lại cái nền tảng khác là như thế nào Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nếu như các bạn muốn đọc những bài viết của Thuần Capital thì các bạn có thể lên trên capital com Link ở phía dưới video này những bạn nào mà muốn giao dịch margin thì các bạn có thể tham gia sàn NAPX Đăng ký thông qua link ở phía dưới video này Thì các bạn có thể điền đơn để mà tham gia vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như tín hiệu trade miễn phí Và trên màn hình của các bạn các bạn cũng sẽ thấy có một cái link đó là video thường làm về sàn NAPX Và nếu các bạn muốn giao dịch altcoin thì có thể sử dụng sàn Binance Nếu các bạn sử dụng link của Thuận Capital ở phía dưới video thì các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Sàn sẽ trả lại 10% trực tiếp vào chương mục của bạn khi mà bạn trade và ngoài trừ YouTube thì các bạn có thể tìm thấy video của Thuận Capital ở trên Library, một nền tảng phi tập trung. Cho bạn cũng nên đăng ký để ủng hộ kênh và không phụ thuộc hoàn toàn vào YouTube. Và nếu các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.